Em xin giới thiệu, đây là dàn mini đến từ thương hiệu Sony. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Model là Sony D50HD. Dàn này full chức năng gồm có CD, ngõ out, kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Mình có thể cắm ngõ audio in 3.5 hoặc là hai đầu bông sen phía sau âm ly đều được. Và đặc biệt trên bộ dàn này có ổ cứng HDD, mình có thể lưu trữ tầm 40.000 bài nhạc khác nhau. Hôm nay mình yêu thích bài hát này, mình cứ chép thoải mái vào ổ cứng. Hôm sau thì mình muốn chép thêm nữa, mình cứ chép vào, lưu trữ từ ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ mà không cần sợ là cái bài hát yêu thích mình nó mất đi. Và rất là dễ thao tác. Một ngày nào đó mình thấy không ưng những cái bài này nữa thì mình chỉ cần xóa nó đi và chép lại những bài mới theo xu hướng thị trường hiện nay. Phía dưới này có ngõ USB, mình dùng ngõ này để chép nhạc vào ổ cứng nha. Tức là mình sẽ dùng một cái USB đã có nhạc sẵn từ ở trên máy tính trên mạng á. Sau đó mình cắm vào đây, mình chép nhạc vào ổ cứng HDD, mình lưu trữ từ ngày này qua ngày nọ rất là tiện. Số lượng bài hát lên tới 40.000 bài hát khác nhau, tha hồ mà mình lưu những bài hát yêu thích nha. Full chức năng, giá thành tương đối rẻ, phù hợp với nhu cầu các bác đã sở hữu được một bộ dàn mini vừa nghe được CD, kết nối điện thoại và có lượng ổ cứng lưu trữ bài hát. Màn hình hiển thị lên tới 6 inch, rất là lớn để mình xem danh sách bài hát. Hiện tại em test nhạc remix sôi động qua chức năng kết nối điện thoại. Bass của loa là 10cm, màn giấy gân dải tẩm dầu. Chép nó màu xanh coban như vậy được, rất là đẹp nha. Bộ dàn này đánh rất là lực. Em test nhạc, tăng cái độ bass lên cho mình thấy được là cái bass nó đánh hay như thế nào. Hiện tại là bass em chưa có tăng và lọc âm equalizer em chưa tăng luôn á, mà nó đánh lực như vậy rồi. Nên bộ này rất là hay, mình có thể nghe nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc sàn, remix, acoustic không lời, tất cả đều hay. Và tiếp theo em sẽ test nhạc qua CD nha. Các bác có thể nhắn ở trên vàng nè, có chữ CD nè, là hát CD nè, HDD là hát ổ cứng nè. Cái đó điện thoại thì mình nhắn vào menu tổng ở trên này. Các bác hoàn toàn yên tâm đi, trước khi xếp hàng đi sẽ có nhân viên á làm một cái lý hướng dẫn các chức năng trên dàn, gửi qua Zalo cho mình tham khảo. Mình nhận được bộ dàn chỉ nhìn theo đó là sử dụng được rồi. Chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm, sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30 mét vuông. Hát nửa đi hương, hát điệu nhạc vườn, điệu nhạc quê hương. Phần ly mây lắm thì qua mau, hát nữa đi hương hát lên đời trời. Đây là góc cạnh mặt sau của lo, công suất lo không ghi cho lo, mà thông thường lo Sony sẽ là 50W một thùng nha. Đây là ngõ ao, ít cái nó điện thoại TV máy tính, mình có thể ghi vào trước hoặc là mai sau tùy nhu cầu. Công suất âm ly là 52W. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, có tới hai ngõ USB và một ngõ mạng. Này, USB và ngõ mạng này là dùng để chép nhạc từ ở thiết bị ngoài USB hoặc là trên mạng thông qua bộ dàn này, chứ không dùng để xài trực tiếp. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xứ hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng chỉ cọc giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu các bác chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái robot học, tức là cái hiển học. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên vàng. Cái robot xin có chức năng gì em sẽ học hết qua chức năng của robot học. Về mình chỉ nhìn vào cái bản hướng dẫn là mình sử dụng được nha. Các bác có thể chuyển cọc 300.000 hoặc chuyển đủ theo nhu cầu, và chỉ cần cho địa chỉ là hàng được ship tận nơi. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, nên các bác có nhu cầu mà chuyển điện từ 100 lên 220V thì liên hệ. Em sẽ nhờ thợ chuyển điện, hoặc là có nhu cầu gắn Bluetooth thì liên hệ em luôn nha. Chuyển điện phía trong âm ly rất là tiện. Tiện ở đây á là mình nhận được bộ dàn á, mình chỉ việc cắm vào 220 là xài ok. Đôi khi công việc bận rộn mà mình quên cắm vào cục đỡ nguồn 100 dẫn đến cháy nổ bộ dàn rất là tiếc. Thì chuyển điện hẳn như vậy á, cứ vô tư, trẻ nhỏ hay người lớn đều cắm vào điện 220 xài ok hết nha. Còn gắn Bluetooth phía trong á thì nó sẽ bắt sóng xa hơn, chống nhiễu tốt hơn, nghe tín hiệu âm thanh hay hơn. Bluetooth gắn ngoài rất là nhiều.
Rồi vậy là em đã test nhạc CD nè, kết nối điện thoại cho mình tham khảo. Và cuối cùng mình sẽ test nhạc qua chức năng ổ cứng. Hiện tại thì ổ cứng em chưa có chép nhạc tiếng Việt vào. Các bác mua về á, mình thích bài nào mình chép vào giùm em nha. Em sẽ hướng dẫn mình cách chép qua Zalo nên các bác hàng còn yên tâm khi mua hàng bên em. Vậy là ổ cứng, rồi CD, rồi ao ý kết nối điện thoại, tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Bây giờ em xin kết thúc clip. Các bác có nhu cầu mua hàng hay là cần xem hình ảnh chi tiết, vui lòng vào Zalo 0931 008 099 giúp em.